Mời quý vị nghe hồi ký Tình yêu và lao tù Tác giả Tấn Ích Diễn đọc Hải Nguyễn Một đoàn người lê bước theo sườn đồi thoai thoải, tiến về hướng rừng già trước mặt. Buổi sáng, mặt trời chưa ghé mắt trong miền thung lũng, nhưng ánh nắng đã nhụm vàng trên đỉnh núi cao. Mây trắng viền quanh cánh rừng như chiếc khăn tan chít hững hờ trên đầu người quả phụ rừng mang màu tím ngắt. Chừng như đêm đen quỷ quái còn đang rình rập nơi này. Đoàn người âm thầm di động như loài rắn đang trường mình xuyên qua dãy đồi còn động sương đêm. Không một tiếng người, không một tiếng chim, chỉ còn nghe vang động bước chân và tiếng lá sạc xào quất vào chân người. Chân người, vâng, những đôi chân tưởng chừng không còn là chân người nữa, như những cành cây khô khẳng khiêu được bọc bằng lớp da người vàng tái, nhăn nhúng. Những đôi chân không còn sinh lực, bước đi siêu vẹo sau bao tháng ngày đói khát cơm rau, những đôi chân của một thời ngang dọc, vào sinh ra tử, đã từng đạp nát cỏ cây, làm khiếp ví giặc thù, những đôi chân đã từng di hành khắp bốn vùng chiến thuật, xuyên thủng trường sơn và vượt cánh sắt tung hoành bên kia trời biên giới. Đoàn tù lầm lũi bước đi, đầu họ cúi xuống với cặp mắt không hồn chẳng một ai muốn ngước nhìn bầu trời trong xanh của buổi ban mai sắp vào xuân trong đầu mỗi người tù chỉ còn choáng ngợp nỗi kinh khiếp của một ngày lao động khổ sai đang tới đoàn tù chậm chạp bò ngược lên đỉnh đồi cao những thân hình gầy guộc gãy gập run rẩy dưới cái lạnh cắt da của mùa đông nơi được mệnh danh chiếc nôi của vùng trời địa ngục họ mặc phong phanh bộ áo quần tù vá chằng vá đục lên nhau bằng các loại vải đủ màu thế đó em yêu một ngày như mọi ngày người tù đã phải luôn luôn đánh vật với cơn lạnh của trời buốt trát thịt da làm xe thắt tim gan đánh vật với nỗi nhọc nhằn suốt ba ngàn ngày lao động lần đến thăm trại tập trung đầu tiên em và những thân nhân của tù đã để dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt mình khi trông thấy đoàn tù rách bương Sơ xác lão đảo đi về trại tù sau một ngày lao động rã rời, ôi, những giọt nước mắt như chất cường toan làm nát lòng những anh hùng thất thế. Và anh đã giấu giọng lệ xót thương cho vợ con ngoài đời cũng nhọc nhằn đói rách khổ đau. Có khác gì nhau, hai cảnh đời cùng chung cảnh ngộ tù cả nước. Đàn con của chúng mình bây giờ nheo nhóc đói cơm. Bao năm tháng tảo tần nuôi con, giờ thân em hao mòn xanh sao, gầy guộc đôi mắt đen tuyền long lanh của thuở ban đầu đã dìu anh vào cơn say tình chất ngất đam mê nay chỉ còn để lại quần sâu nụ cười rạng rỡ cùng đôi má lúng đồng tiền ngày nào mũng mỉm cho anh một thời ngự đỉnh tháp nhà hạnh phúc giờ chỉ còn là hai hố trũng sâu trên đôi má nhăn nheo tiều tụy tuổi thanh xuân ngày ấy có khi nào em quên lo nghĩ tới chồng trong những lúc trận mạc hàng đêm lắng nghe từng tiếng súng khẩn cầu ơn trên che chở cho người yêu đang tắm mình trong vùng máu lửa. Chinh chiến tàn rồi, mà nước mắt mãi còn rơi. Em lại tiếp tục khốn khổ với chuỗi ngày dài làm kiếp thân cò lận đận một nắng hai sương, vượt cả rừng cao cách trở, những con đường đèo heo hút, hiểm nguy để thăm nuôi chồng. Ôi, tình yêu, những năm tháng trong lao tù mới gạn lọc được tình yêu và là thước đo được lòng dạ con người mùa xuân đã về đâu đó, tận miền xa. Hương Xuân ngại ngùng đối mặt với những người tù khổ sai. Đã gần mười mùa xuân rồi em nhỉ, xuân trong tù đốt cháy cả niềm tin và mơ ước. Cho tàn hòa vào máu, nhập vào tim làm chai cứng tâm hồn. Bao ước vọng ngày xưa, qua một cơn sóng đời nghiệt ngã, đập vỡ vụn đến tận cùng cuộc sống. Em đã khóc trọn 10 mùa xuân cô đơn. Mùa xuân của hung thần lột trần trụi con người cả thể xác lẫn tâm hồn. Mùa xuân ngắm đầy chất dung dịch phân hủy nhân tính loài người biến thái thành cơ năng loài thú. Mùa xuân phá vỡ lớp da mịn màng tươi trẻ trên khuôn mặt em ngày nào. Mùa xuân như loài chuột ùa đến gậm nhấm, rút rỉa xác thân anh còn trơ lại bộ xương và lớp da vàng tái. Những mùa xuân tuần tự ra đi đã để lại cho anh màu tóc xám tro, mang đi những sợi tóc đen tuyền của một thời kiếm cung lẫm liệt mùa xuân không về nơi rừng già heo hút và mùa xuân thật sự đã chết trong lòng người tù cải tạo xuân màu đỏ máu mang hồn quỷ giữ nấp trong nòng súng AK luôn chực chờ sau lưng đoạn người chiến bại chỉ một thoáng động bất ngờ vô nghĩa một trượt chân tách rời khỏi đoàn tù đang di chuyển trong màn đêm là cũng đủ cho những tên công an bảo vệ kết liễu mạng sống người tù nào lập nào huệ bình ngọc hải họ đã vượt thoát tìm cái chết cho tự do đời đời ở đây chỉ biết tìm tự do trong cái chết hoặc tìm cái chết để được tự do bên kia dòng suối cuối trại tù em hãy nhìn về hướng đó bạn tù và chiến hữu của anh đã miên viễn nằm xuống nơi triền đồi đổ dốc về khu rừng sáng bao la để một ngày nào đó những xác thân ấy rã mục biến thành thức ăn cho loài cây cỏ vô tri ngày xưa anh ra đi là để gìn giữ trái mộng của đời cho anh cho em cho bạn bè và cho cả thế hệ mai sau trái mộng của đời đang ngọt ngào rực rỡ cơn gió tây bỗng xoay chiều quái ác cơn lốc bạo hành phá đổ bao ước mơ và trái mộng đời rơi rụng anh mang nỗi đau một đời mùa xuân tình yêu và biển cả qua chính mùa xuân trong chốn lao tù nghiệt ngã nay anh trở về với gia đình trong những ngày sắp vào xuân nhìn hai con thân gầy cằn cỗi màu da nhợt nhạt khiến lòng anh buồn tê tái bé huy nhìn cha với đôi mắt hững hờ xa lạ biết nói làm sao hỡi em năm tháng mỏi mòn cạn kiệt. Thời gian kéo lê tuổi đời như thêm phần tư thế kỹ già nua. Bàn tay em mũm mỉm mượt mà thon bút, giờ đây như đốt tre còi khô đét sần sùi những mục vỡ phòng chai. Lũ con vất vưởng trong chốn học đường chất đầy chai lọ, ni lông, giấy vụn, kết quả của kế hoạch nhỏ, kế hoạch to. Con bớt cả phần ăn ít ỏi của mình chắc chiêu con gà mái của trường nuôi lấy điểm cho từng tam cá nguyệt một gà con được nở ra là con mình mang niềm tự hào sẽ trở thành học sinh tiên tiến ôi còn đâu là tuổi thơ vô tư trong sáng chiếc khăn quàng đỏ dối gạt cả tương lai em không muốn con lớn lên giữa thiên đường mù quáng giấu mặt gian ngoa dưới những khẩu hiệu lập lờ hộ khẩu cột chân khóa miệng người tem phiếu khẩu phần trói chặt bao tử toàn dân loa phóng thanh đêm ngày gào thét xã hội chủ nghĩa ưu việt muôn năm thì thầm bên tai anh giữa đêm đông lạnh giá chúng mình sẽ ra đi trong đêm trừ tịch anh sững sờ vàng đâu đủ cho gia đình bốn người vượt biển em biệt miệng anh bằng nụ hôn xúc động ấm niềm tin yêu chân anh chưa ngắm đất quê nhà sau bao năm trời xa cách nơi chúng mình trải dài những kỷ niệm êm đềm giờ đành rời xa sao phút giao thừa vừa điểm chiếc thuyền con hai lóc máy âm thầm tách bến chở đoàn người rời bỏ quê hương xin giả từ hà nội chiếc nôi của nhân loại chiếc nôi đã ru dân miền bắc việt nam suốt những năm dài ngủ say bằng những câu thần chú giáo điều nôi ru tuổi trẻ việt nam đắm chìm trong u tối mê muội biến thành những con thiêu thân trong các trận biển người Nôi ru giới trí thức lú lẫn trong giấc dài cô miên. Chiếc nôi được phủ lên lớp màn thư che mắt thế giới bằng chiêu bài giải phóng dân tộc. Nôi ru cả người dân Mỹ đã vô tâm đứng lên chống lại con em mình đang chiến đấu bảo vệ thành trì thế giới tự do. Ghe đã qua khỏi hải phận quốc tế rồi, đoàn người reo hò quên cả cơn mệt nhọc, quên cả những cơn sóng nhồi co thắt ruột gan. Vân Dương bắt đầu ló dạng, Chân trời rực sáng bình minh, những gương mặt xanh sao giờ đầy cũng hồng lên dưới ánh nắng giao mùa. Xin chào ngày xuân mới rạng rỡ trên mặt biển bao la, ngào ngạt mùi muối mặn thay mùi rượu mừng xuân bay tràn trong gió lộng đại dương. Xin chúc mừng mọi người lên một tuổi mới. Tuổi đầu đời của cuộc sống tự do. Anh hôn lên đôi môi em khô khốc đầy muối mặn. Em co ro giữa hai đứa con say vùi nước mắt hay nước biển chảy ràn rụa trên khuôn mặt em nước mắt vui mừng cuộc sống mới đang chực chờ phía trước hay nước mắt của nỗi đau vĩnh biệt quê hương thuyền lướt nhanh thêm một ngày và một đêm hy vọng chợt một cụm mây đen xuất hiện từ phía chân trời xa cụm mây biến hình đổi dạng vươn lên như những cánh tay với lưỡi hái tử thần sau đợt gió thốc mùa xuân 1975, chiếc nôi Hà Nội đã lộ nguyên hình mang thần chết gieo rắc khắp rừng núi ruộng đồng, săn đuổi cả trên mặt biển Đông. Yêu tổ quốc là yêu xã hội chủ nghĩa. Bạo quyền đồng hóa tổ quốc với chủ thuyết ngoại lai. Mọi người ung ung bỏ tổ quốc ra đi, bởi toàn dân ghê tẩm cái chủ thuyết xem mạng người như con vật. Cơn bão lốc bỗng chốc thổi qua những đợt sóng tàn nhẫn cuốn phăng tất cả chướng ngại trên đường đi. Con thuyền mỏng mảnh không đủ sức chống chọi với cơn giận dữ của đất trời. Thuyền vỡ nát đánh chìm toàn thể đoàn người. Đợt sóng đầu tiên đã hất tung út huy bay ra khỏi khoang thuyền. Anh cua quạng trong sóng nước mịt mùng nắm được tay em và bé Vân Trang. Anh chụp một mảnh ván thuyền bảo em bấu chặt vào đó. Tay anh bồng con, tay kia giữ mảnh ván bồng bềnh trên sóng. Tấm ván là thần hộ mệnh và tấm ván chỉ đủ sức nâng hai mạng người. Em thì thào bên tai, anh ơi, anh phải sống, sống để lo tương lai cho con chúng mình. Không. Đừng nói thế em, cả hai đứa mình cần phải sống. Cơn lốc đã tan rồi, em nhìn kìa, trời bắt đầu chói nắng. Hãy gắn gượng được phút nào hay phút ấy anh ơi hãy thế vào chỗ em trên chiếc ván này em nhường cho anh phần sống mong manh hồn em sẽ ở mãi bên anh xin phật trời phò hộ cho anh và con là phần máu thịt của em em đã kiệt sức rồi không không anh vang em anh vừa đặt bé vân trang nằm yên trên tấm ván và quay người dự tính nâng em lên thì hỡi ôi em đã buông tay rồi con sống vô tình vùi lấp xác thân em Nổi bàn hoàng bóp thắt trái tim anh, ngất liệm. Anh tỉnh dậy trong khoang tàu của người Đức. Bé Vân Trang nằm giường bên kia hơi thở còn thoi thóp. Tình yêu. "Ôi, em là thiên thần của tình yêu. Cả đời em đã dâng hiến tình yêu trong cuộc sống và trước khi về cõi chết. Chúng mình ra đi cho nhau và cho con." Ánh sáng tự do mới ló dạng ở cuối chân trời vì sức mạnh tình yêu em đã nhường phần sống cho chồng. Em nằm sâu trong lòng biển mà hồn mãi quanh quẩn bên anh. Suốt đời anh mang niềm u uất. Anh cúi đầu cầu nguyện. Tấn ích. Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe hồi ký. Vượt biên. Tác giả HHC. Phần 1. Chuyện gì rồi cũng phải đến, và cuối cùng hai đứa nó chỉ còn lại bảy ngày để chuẩn bị để hoạch định và thi hành cái quyết định táo bạo của họ tối qua cả hai chỉ có thể đồng ý ngày lên đường sẽ vào sáng sớm hôm bầu cử tuần sau nhưng ngay cả cái quyết định này họ cũng không có gì chắc chắn hai đứa nó tuy chủ xướng cái tổ chức vượt biên nho nhỏ này nhưng hiện lại phụ thuộc vào năm gã học trò ruột trong giai đoạn cuối khó khăn và nguy hiểm nhất họ sẽ cần tấn và khánh di chuyển các thùng dầu từ nhiều địa điểm dấu khác nhau đến vườn dừa nhà tấn gần bến ghe họ cũng cần nghĩa và xem bí mật mang gạo nước và củi lên ghe trước đêm khởi hành và nhất là họ cần biết chắc phước sẽ ngủ trực ghe đêm lên đường vì gia đình phước không đi tối hôm qua khi bạn nó cho biết đã tích trữ đủ lượng dầu nhất như dự tính và cùng quyết định lên đường nó bắt đầu sợ lắm và cả đêm chẳng ngủ được chút nào ngược lại bạn nó vẫn ngủ và ngáy ngon lành như mọi đêm sáng nay cũng vậy từ khu giáo viên đến trường và từ nhà ăn tập thể về bạn nó cũng bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra nó ít khi phục ai nhất là những kẻ cùng lứa nhưng nay nhìn bạn nó thật sự bái thằng này sát đất và tự dưng cơn sợ sệt cũng vơi đi đôi chút nó không rõ đã quen thằng bạn hòa từ khi nào vì hai đứa vẫn chơi chung với nhau từ lúc còn nhỏ lắm vả lại cả hai cùng tuổi cùng tính và có thể cùng hoàn cảnh nên chơi thân với nhau từ lâu và sau bảy năm thì chúng nó như hình với bóng nó cũng không nhớ từ lúc nào nó đã thầm phục cái tính nhẫn nại chịu khó và can đảm của bạn nhưng một điều nó nhớ thật rõ ràng từ ngày cả hai nuôi ý định lên đường, bạn nó hầu như gánh hết các công tác nặng nhọc, khó khăn và nguy hiểm. Phần nó chỉ là những việc nhẹ nhàng và tham dự góp ý hoặc thay đổi chương trình khi cần thiết. Nhà một gồm năm giáo viên. Nó và thằng bạn ở mặt Bắc. Một thằng đào ngủ từ dạo Tết và hai tên còn lại ở phía Nam. Hai đứa về đến nhà lúc gần một giờ trưa, hùng và khiết đã đi dậy ca chiều từ lúc nào nó mệt mỏi nằm xuống giường trong khi bạn nó lục lạo gì đấy nó mở mắt thấy bạn bỏ sắp học bạ bà lên bàn ở giữa hai giường mày làm gì vậy ký học bạ ký học bạ ừ tao còn cả đống cần phê và ký cho xong nhưng mình thằng bạn nháy nó rồi liếc thật nhanh qua các cửa sổ trước khi lên tiếng cũng phải làm vì tụi nó tốt nghiệp năm nay à chiều nay mày có lớp không có lớp chuyên toán ở văn phòng có chuyện gì sao đưa về nhà một mình có công tác cho đám học trò nó thật phục thằng bạn quá xá vì vừa rồi trong cuộc đối thoại giọng nói của bạn chẳng có dấu hiệu gì của sự sợ sệt bạn nó vẫn nói ngắn gọn như mọi hôm và nét mặt thì thật chẳng có gì khác lạ cả từ sáng nhìn vẻ điềm tĩnh của bạn nó như tưởng tối qua mình mơ ngủ giờ bạn nó nhắc đến công tác cho đám học trò nó hiểu tất cả là thật và nó chẳng có mơ màng tí nào nó vẫn có tiếng dân chì không ngờ vào lúc quyết định lại quá thỏ đế dù sao nó và cả tổ chức vượt biển vẫn còn thằng bạn hiện vẫn bình tĩnh chèo chống cho cả bọn. Nó ngồi nhìn bạn, bình thản làm việc với đống học bạ và thầm cầu xin ơn trên. Nó xin ông trời cho bạn nó bình tĩnh, sáng suốt và thật can đảm trong 7 ngày nữa thôi, thì cái tổ chức 15 người, thanh niên, của họ, thế nào cũng có cơ hội thành công. Mọi việc hoàn tất một cách tốt đẹp, ngoài sức tưởng tượng của nó. Giờ cuối tuy có chút trở ngại, nhưng với sự lèo lái uyển chuyển của bạn, đám học trò cũng bí mật hoàn thành những công tác khó khăn và phước như dự tính, sẽ trực ghe đêm nay. Phần 2. Hai. hai đứa nó là những kẻ cuối cùng đến vườn dừa bên phải bến ghe. Trước mặt là bãi cát với sáu hàng dương liễu, vừa mới được học sinh trồng dạo đầu niên khóa. Bên phải họ có đồn công an huyện và trạm công an biên phòng ở bên trái địa điểm này tuy nguy hiểm nhưng bọn nó đánh bất ngờ vì chưa ai đi ở đây cả vả lại bọn bò vàng đang bận ca hát vui mừng cái thắng lợi chắc chắn sẽ diễn ra trong cuộc bầu cử nặng phần trình diễn ngày mai tuy thế họ vẫn còn một trở ngại cuối cần vượt thắng bến ghe này chỉ có một lạch sâu trước trạm biên phòng cho ghe thuyền ra vào Lạch này khoảng 100 mét chiều dài và khoảng 10 mét bề ngang lúc thủy triều lên cao nhất. Nó và bạn đã bàn tính sẽ âm thầm chống ghe ra khỏi con lạch, trước khi nổ máy, vì trạm biên phòng có khẩu đại liên 30, ngày đêm vẫn hướng ra đấy. Lúc ấy có hai người bò về phía họ và tiếng thì thầm của gã tấn học trò. Hai thầy đúng giờ ghê. Đồng hồ em vừa chỉ 11 giờ. Khánh, đi gọi các em lớn, to con, đến đây, kể cả hai anh bộ đội, bé giao thiệp lấy súng và hùng giúp việc mua dầu nhất. Nhớ bảo từng đứa, bò chậm nhẹ và đừng nói chuyện. Gã học trò bò đi, bạn nó lại quay qua gã tấn. Em bò quanh vườn, bảo mấy đứa còn lại, ai nằm chỗ đó và đừng nói gì cả. À sẵn đấy, đếm xem bao nhiêu người nhé. Tấn vừa bò đi, khánh cùng bốn gã khác bò lại bạn nó lại nói đợi tấn trở lại mình sẽ mang dầu ra hàng dương ngoài cùng nhớ mỗi gốc cây chỉ để một thùng bạn nó nói nhiều lắm giải thích từng chi tiết thật rõ ràng và luôn nhắc nhở mọi người cẩn thận tránh gây tiếng động lớn và đừng nói chuyện trong lúc làm việc một lúc sau tấn bò về và lên tiếng kể cả người ở đây và phước ngoài ghe, mình có tất cả 25 người. 25 người. Dạ 25 người. Hai đứa nó nhìn nhau lâu lắm, vì chỉ họ biết tổ chức chỉ có 15 người. Nó nghĩ 10 kẻ còn lại là bọn bò vàng, nhưng nó dừng ở đấy, không muốn suy diễn thêm. Nó biết nếu suy diễn thêm, cơn sợ có thể lại đến với nó như hôm nào nó lên tiếng vội vã trong khi tay lần vào trong túi áo khoác lính bốn túi rờ khẩu súng khánh em đi kiểm lại à xem là ai nhé khánh vừa bò khuất bỗng có tiếng gã tấn thầy ơi thầy hòa hình như trúng phong hay trúng gió gì đấy nó quay lại nhìn bạn mặt hòa đã tái đi từ lúc nào thân thể run cầm cập và hai hàm răng đánh vào nhau từng hồi nghe rõ thật to như trống làng nó đoán bạn có thể vì nén cơn sợ đã lâu giờ có dịp mới bung ra như thế nhưng nó cũng không chắc lắm nên vội vàng lên tiếng ai có dầu thoa vào hai màn tang và giựt gió cho thầy hòa các em khác nằm đè lên nó nhìn quanh vườn dừa trong khi tay cầm sẵn khẩu súng trong túi tất cả vẫn im lặng nó không hiểu sao bọn bò vàng vẫn chưa xông tới. Họ còn đợi gì, nó khẩn trương lắm nhưng lại không sợ sệt như hôm nào. Hai ngày nay nó khám phá ra một điều, mỗi lần cơn sợ đến nó lại rờ rẫm khẩu súng, cơn sợ sệt liền rút lui và nó bình tĩnh lại ngay. Giờ cạnh nó còn cả khẩu M16, nên nó càng vững hơn. Nó thầm nghĩ cùng lắm là cùng chết, nhất định chẳng ai bắt nó được. Nó quay lại nhìn bạn, tình trạng vẫn như cũ. Bỗng nó có một quyết định thật dứt khoát nên nói với đám học trò. Ba em bò đi nơi khác, để hai anh bộ đội ở lại với thầy. Các em đi chuyển dầu như lời thầy hòa. Nó chỉ ầm bừa cho qua chuyện và rồi ba gã học trò bò đi. Nó đưa khẩu M16 cho hùng bộ đội rồi nói. Thấy gì lạ, cứ bắn cho tao bắn ai tao bảo thấy gì lạ thì bắn có người bò chậm chạp về hướng này nó nhìn quanh thật nhanh không thấy còn ai khác cả nó rít lên khe khẽ ai dạ em khánh lúc ấy trăng lên đã khá cao nó thấy đúng là gã học trò nó giơ tay ra dấu bảo gã bò về hướng mình có gì lạ không? Dạ đúng là 25 người. Thầy hỏi, có gì lạ không? lên giọng. Dạ dạ có cô giáo và nữ sinh ở trường nữa. Cô giáo và nữ sinh. Phần 3. Giọng nó mừng thấy rõ và sau khi xác định mình nghe không lầm, nó bò ngay về phía bạn. Nó cho bạn biết chỉ là đám cô giáo và nữ sinh nhưng bạn nó không trả lời và vẫn trung như trước. Nó nhắc lại lần nữa rồi quay qua gã học trò. Em ra hàng dương ngoài, đợi mây che trăng, chạy thật nhanh ra ghe hỏi Phước xem có gì trở ngại không, nếu có, chỉ một đứa vào cho biết thôi, hiểu không? Gã học trò ra ghe khoảng 15 phút, có người từ ngoài chạy vào. Đợi gã học trò lại thật gần, nó mới hỏi. Có chuyện gì sao? Thầy ghe bên cạnh con người thức Em mang khẩu M16 ra Hỏi ông ta đi không Nếu không Em và Phước bịt miệng và trói lại Em không dám Tại sao vậy Ông đó là bác bà con của em Hùng bộ đội đột nhiên lên tiếng Để tao làm cho Ừ Nhớ cục thật chắc nhưng chưa lỗ mũi À làm xong mày ở ngoài ghe với thằng Phước, cho nó khỏi sợ. Sau khi Hùng bộ đội đi, nó bảo Khánh và bé bộ đội đi giúp, di chuyển dầu ra hàng dương. Nó nằm lại canh chừng bạn. Lúc này bạn nó đã bớt trung nhiều, nhưng mặt hãy còn tai tái. Nó lại gần khuyến khích bạn và xoa dầu thêm vào các huyệt đạo. Nửa tiếng sau, mấy gã khiên dầu trở lại. Có sót gì không? tấn, dạ không, các em mang các thứ khác, thực phẩm, thuốc, ra hàng dương ngoài luôn. Xem, thầy ơi, cơn dòng có lẽ sẽ đến trước khi nước trồng. Mình phải đi trước, nếu không, không ra lạch được. Nó nhìn lên trời, dưới ánh trăng, mây đen xuất hiện từ lúc nào và gió mang hơi nước thổi từng cơn nhe nhẹ. Nó nhìn bạn, đã khá nhiều, nhưng chắc chưa góp ý gì cho nó được nó tự quyết định lấy vậy. Nó lên tiếng sau khi nhìn đồng hồ khoảng 12 giờ sáng. Tấn và Khánh gọi mọi người bò ra hàng dương ngoài, gần chỗ thầy. Nhớ nhắc họ đừng gây tiếng động. Mười phút sau, 23 người tập trung vào một chỗ. Nó bảo mọi người sáng quần lên đầu gối, khoác áo màu đen ra ngoài vì vài cô mặc áo trắng và cột hành lý nhẹ thật chắc quanh người nó chỉ các cô cách chạy để tránh gây tiếng động lớn lúc chạm nước và lúc lên ghe dặn dò xong nó bảo các cô chín người ra ngồi nếp ở hàng dương ngoại rồi quay lại nói với đám thanh niên tôi sẽ cho các cô ra trước sau đấy mình chia nhau đi từng tốp khi đi sẽ mang theo dầu cùng các thứ đến ghe với bỏ các thứ lên trên và đứng nếp bên dưới nhớ chia đều hai bên và đừng ai lên ghe ghe có thể mắc cạn và có lẽ cần đẩy chút đỉnh trước khi chống đi tấn nhưng hồi nãy thầy hòa bảo mang dầu và các thứ ra ghe trước tình hình bây giờ khác hiểu không cả đám thanh niên im lặng nó nhìn quanh lần chót và đang định bò ra chỗ đám con gái bỗng có tiếng bạn nó mày không quên mấy cây sào, hái dừa, chống ghe chướng. Nó nhìn lại, bạn nó không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Không những thế, còn nhắc nó cái yếu tố quan trọng nhất. Nó thấy mình thật sơ sót, nhảy bảo tấn đi lấy rồi nói. Mày coi trong này, tao ra ngoài lo đám con gái. Quả nhiên chiếc ghe mắc cạn và cả 16 thằng cố đẩy cũng chỉ nhúc nhích qua lại ở đầu mũi tiếng phước học trò lầm bầm tại đám con gái nó không chú ý tiếng cầu nhàu nho nhỏ của gã học trò lắm nó nghĩ gã tin dị đoan nhưng bạn nó lại hỏi tại sao lại đám con gái em ở trên ghe thấy mấy bả chui cả ra sau nó để tao lên bảo họ dồn ra trước mũi mày bảo tụi nó cứ tiếp tục đẩy Phần 4. Và rồi chiếc ghe di chuyển. Họ thay phiên phóng lên ghe từng cặp, hai gã đẩy đầu ghe lên trước rồi tiếp đến hai đứa kế. Bạn nó lên sau cùng. Ba gã to con nhất, Tấn, Khánh, Nghĩa và Hùng bộ đội dùng sào nhẹ nhàng đẩy ghe về phía con lạch. Nó và Hùng giáo viên lo nhiệm vụ đẩy ghe. Hoa ở sau lái chỉ huy phước xem và khiết giáo viên chuẩn bị nổ máy. Nhớ đừng dơ sào khỏi mặt nước. Em nào mệt, chỉ tay về phía thầy, sẽ có người thay thế. Ghe trôi lặng lẽ qua phía trạm biên phòng, khoảng 50 mét, và họ bắt đầu đổi hướng ra lạch. Trong bờ vẫn im lặng. Ghe vào lạch chừng 30 mét, nó bảo ba gã học trò khác lên thay, dù chẳng thấy ai chỉ tay cả. Thay xong, nó quay qua nói với hùng bộ đội. Nếu mệt đưa sào cho thằng hùng giáo viên. Đừng ráng, coi chừng té xuống nước. Đoạn cuối con lạch, còn khoảng 20 mét, họ chèo chống vất vả hơn vì gió bắt đầu thổi mạnh. Ba gã học sinh lớn con và hùng bộ đội trở lại đảm nhiệm công tác. Chiếc ghe lại trôi đi ngon lành. Ra khỏi con lạch, nó bảo chống ghe về phía tây. Tấn, thầy, sao lại hướng tây? Tránh đạn, cứ chống ghe về phía tây. Rồi khi chiếc ghe đã chuyển sang hướng tây, nó la rõ to nổ máy. Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì, nó vừa chạy về phía sau vừa chửi thề. Tao bảo nổ máy. Chẳng ai trả lời nó cả. Tới sau lái, nhìn vào hầm máy, nó thấy bạn vẫn còn đang cuốn dây nên lại văng tục. DM sao nãy giờ không làm? Phước, thầy khiết quấn lộn, vì sợ, nên máy không nổ. Bạn nó giật dây lần thứ hai thì máy nổ. Và cùng lúc ấy, nó nghe tiếng đại liên nổ in ỏi trong đêm vắng. Nó nhìn lại sau ghe, những làn đạn đỏ trực hầm hực tung ra tứ phía, tìm giết những kẻ phá hoại sự tĩnh mịch của đêm giông. Theo phản ứng tự nhiên nó nằm ngay xuống, trong khi tiếng hòa la lớn từ cửa hầm máy. Tất cả nằm sát xuống. Xem, lái ghe sang hướng Tây. Nó, mũi ghe đang ở hướng Tây, chạy thẳng, đừng bẻ lái coi chừng đụng đá. Tiếng đại liên vẫn nổ giòn trong đêm tối. Xen vào đấy, này có cả súng nhỏ từ phía đồn công an huyện. Nó không dám nhìn nên không biết đạn bắn về phía nào, một điều nó biết chắc tiếng máy ghe vẫn nổ đều và tiếng súng ngày càng nhỏ đi. Bỗng một cơn sóng lớn đánh vào mạng ghe, nước văng làm nó ướt sũng như chuột lột. Nó bò ra được phía trước thì cơn giông cũng vừa tràn đến thật dữ dội. Từng cơn gió trích thật mạnh và sóng đánh từng đợt nước về phía nó. Mưa thật lớn và nó thấy nước hầu như ở khắp nơi trên chiếc ghe nhỏ. Nó nằm ôm cứng cái cột buồn và bắt đầu mửa xối xả nó thở hì hục và bụng cứ oạng lên từng cơn gã tấn học trò từ đâu bò lại thầy không sao chớ thầy say sống em cột dây vào người thầy thầy mệt quá sợ không ôm nổi cột buồn à em biết ghe đang chạy hướng nào không thầy hoa mới bảo xem vòng ghe qua hướng đông em cột dây xong phải xuống hầm tát nước vì sợ máy phun không kịp nó lại cong mình mửa liên tục hết phải đến trái cho đến lúc thiếp đi không còn biết gì nữa sáng nay trời quang đãng chẳng một gợn mây bầu trời một màu xanh biết thật đẹp mặt trời dù chưa ló dạng nhưng đã hừng lên từ bên trái nó nằm dọc chân hướng về phía mũi ghe nên đoán ghe đang chạy xuống nam trước mặt và hai bên đều có người nằm nhưng tất cả vẫn còn ngủ nó chẳng nghe tiếng động nào, ngoài tiếng máy ghe và tiếng nước vỗ nhe nhẹ vào hai bên mạng. Thân thể nó trả rời và bụng cùng cánh tay phải bị dây thắt cứng, tê buốt cả lên. Nó giớm mình lên, cố tháo mối dây bên cánh tay phải. Bỗng có tiếng bạn nó. Mày tỉnh rồi à? Ừ, tháo dây dùng tao. Cùng dây thắt cứng làm tay tao tê buốt lên. Hoa tháo dây và dịu nó lên nóc cabin. Nó ngồi khoảng nửa tiếng, cánh tay phải bớt đau và nó cũng tỉnh táo hơn. Nó chỉ còn thấy đói bụng và hơi choáng váng chút đỉnh thôi. Nó ngạc nhiên thấy mình bỗng dưng hết dại sống và không còn buồn nôn chút nào nữa cả. Nó vừa uống xong chút nước còn lại trong ly, bạn nó cũng trở lại với cái sách tay không thấm nước. Tao bỏ cả súng và mấy băng đạn trong đó. Sao mày đổi đi hướng nam nhanh thế, coi chừng đụng côn sơn? Chắc không đâu, mình chạy hướng đông khoảng 40 tiếng, mới đổi qua nam. Mày đổi lúc nào vậy? 6 giờ chiều hôm qua. Vậy mình đi được hai ngày rồi sao? Kể luôn đêm ở bãi là hai ngày ba đêm. Mày dài sống nên không biết thế mày không say sống sao? Cũng thỉnh thoảng nhưng tao vẫn đi lại được. Từ chiều hôm qua, bỗng dưng hết hẳn. Mày cũng hết rồi phải không? Lấy đồ khô trong sách, ăn đỡ đi. Đợi trưa ăn luôn. Tao sợ lại nôn ra hết, phí của. Không đói à? Đói chứ, nhưng mình chỉ đủ thực phẩm cho 15 người. Hy vọng mình đoán và đi đúng hướng. Là ghe chạy ngon lành chớ. Khỏi lo chuyện ghe, máy mới và vả lại ghe mới làm nước nên chắc không sao. Bắt đầu hôm nay lúc 10 giờ, mình tắt máy và nghỉ khoảng một hay hai tiếng mỗi ngày. Hai đứa bàn bạc một lúc và bạn nó đi ngủ. Hoa nằm cạnh nó trên nóc cabin và chỉ trong chốc lát là ngáy ầm lên. Nó thầm nghĩ hẳn là hòa thức suốt hai ngày qua. Nó giậm mình đứng lên, thử xem mình thật sự hết say sống chưa. Nó ngạc nhiên khi thấy mình cũng đi đứng ngon lành lắm và chỉ trả rời chút đỉnh vì cái bao tử. Mặt trời bắt đầu ló dạng ở chân trời. Nó mở sách lấy đồng hồ đeo lên tay. Lúc ấy mới chỉ 6 giờ sáng. Nó đi một vòng, tìm hiểu xem trên ghe gồm những ai, bốn giáo viên nhà một, một giáo viên nam nhà năm, năm giáo viên nữ nhà hai hai gã bộ đội và mười ba học sinh gồm chín trai bốn gái nó lầm thầm như vậy ghe có chín người đàn bà có lẽ sẽ ăn ít hơn vả lại có khoảng quá nữa chẳng ăn uống được gì trong hai hay ba ngày đầu như nó vậy nếu ghe nó đến nơi trong vòng bảy ngày và mọi người chỉ ăn hai bữa có lẽ thực phẩm chỉ thiếu chút ít nhiều lắm chỉ thiếu ngày cuối thôi nó thấy vui lên chút đỉnh nó thức phước dậy lái ghe thay xem ngồi kề thùng nước ngọt sau lái nó hỏi gã học trò thêm về tình hình hai ngày qua bà con lần lượt dậy và nó luôn miệng nhắc nhở tiết kiệm nước thật ra họ không sợ thiếu nước lắm nhưng nó vẫn muốn phòng hờ trường hợp hành trình kéo dài quá một tuần nó bảo tấn kiểm soát xem còn bao nhiêu người vẫn còn say sống nói chung tất cả đã tỉnh ngoài năm cô giáo viên. 10 giờ sáng, họ ngừng ghe và nấu ăn. Nghĩa phụ trách việc bếp nút và gã này cùng vài nam sinh khác, không ngờ chỉ trong vòng một tiếng, đã chuẩn bị xong bữa ăn cho khoảng 20 người trên ghe. Họ chia làm hai nhóm, nó ăn với tóp đầu. Trước khi dùng bữa, nó tuyên bố từ nay mỗi người chỉ ăn hai lần một ngày, khoảng bốn chén. Thủy thủ đoàn, xem, Phước và Nghĩa, ăn thêm bữa khuya, lúc đổi ca lái. Nhiều người không bằng lòng và tỏ thái độ bất mãn, nhưng nó không thèm chú ý đến. Nó tuyên bố câu cuối trước khi nâng chén. Tôi và Hòa đã bàn bạc sáng nay, lúc mọi người đang ngủ. Ai không đồng ý, có thể nhìn. Phần 5 Hôm nay trời đẹp, cánh buồm căng gió hợp với máy đưa ghe họ lướt sóng một cách êm ả chiều đến, họ lại tổ chức nấu ăn lúc hơn 6 giờ. Nó và Hòa ngồi kề nhau trên nóc cabin, xem Nghĩa và các nữ sinh nấu ăn. Bỗng chiếc ghe trao qua lại nhiều lần và tiếng cười nói thật lớn sau lái. Nó nhìn xuống, thấy khiết giáo viên cầm lái đùa giỡn. Tao xuống giật thằng khiết làm gương. Ừ, nhưng mày đừng làm dữ quá. Tao cần cho tụi nó biết tình trạng thực phẩm của mình. Nói xong nó ra đầu mui ghe đứng và bảo tấn gọi mọi người tập trung ra trước, chỉ để mình xem sau lái. Lúc ấy mọi người, hầu như chẳng còn ai say sóng nữa, kể cả năm cô giáo viên. Đợi tất cả ổn định, nó mới từ từ lên tiếng. Chúng ta chỉ chuẩn bị thực phẩm cho 15 người trong vòng 7 ngày. Giờ nhân số tăng gần gấp đôi, nên mỗi người phải ăn ít một chút và chỉ có hai bữa tôi biết một vài anh bất mãn nhưng hiện ngoài cách này chúng ta chẳng thể làm gì khác hơn được nó ngừng lại nhìn một vòng chung quanh trước khi nói tiếp lần này giọng nó gay gắt hơn tôi cũng như mọi người không muốn đói và khác nên chúng ta cần đến nơi trước hạn định bảy ngày vì vậy tôi muốn tất cả ý thức một chút Khiết, tôi chỉ học lái ghe một chút thôi mà. Nếu mày lỡ quên, để tao nhắc lại. Mình vượt biên, không phải đi cắm trại đảo. Khiết, trời tốt, học lái một chút cũng không sao. Tối nay lại có thể có bảo. Nếu mày không thích ở không, có thể phụ các em học sinh tác nước, khiết không say sống. Khiết, hùng bộ đội phụ trách việc này tao không bảo mày phụ trách, tao muốn mày tát nước. Khiết, tao không tát. Nó nói gần từng tiếng một trong khi tay phải thò vào túi áo khoác. Mày thử nhắc lại câu cuối lần nữa xem. Đừng quên tao có súng. Khiết giáo viên nhìn quanh tìm đồng minh, không thấy ai hưởng ứng, nên lặng lẽ ngồi xuống, không nói gì thêm cả. Bữa cơm chiều hôm ấy nặng nề hơn cả lúc sáng. Nó cũng biết như thế, nhưng vẫn thấy việc nó làm là đúng. Nó cần ổn định tình thế trước khi tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra lúc hết thực phẩm. Nó và Hòa Liệu Mạng tổ chức một chuyến vượt biển, đã mất nhiều tiền và tâm huyết, không phải để tìm thêm một vài người thích hoặc thương chúng nó. Nay chỉ cần sống và đến được nơi an toàn, dù thêm vài kẻ ghét, nó cũng không màng. Suy nghĩ như thế, nên lúc ngồi ăn, nó tự cảm thấy thoải mái hơn. Cũng như lúc sáng, nó ăn tóp trước và hòa ở tóp sau. Đêm ấy quả nhiên có bão. Nó không phải trực đêm, vả lại đã hết say sống, nhưng vẫn chẳng thể ngủ được. Từng cơn sóng lớn đánh vào chiếc ghe nhỏ và mưa khá to làm nó ướt sũng và rét trung lên. Nằm co ro đầu mũi, nó vẫn nghe được tiếng hòa đông đốc mấy gã trực đêm tác nước và hứng mưa. Và khiết giáo viên đã thật sự trưởng thành vì những đóng góp tích cực đêm hôm ấy. Nó nằm đấy, mỉm cười trong đêm mưa bão rồi chìm lần trong giấc ngủ. Phần 6 Nó giật mình thức dậy khoảng 7 giờ sáng thứ tư, trên biển. Trời đã hết bão, nhưng gió vẫn thổi từng cơn mang mát lạnh. Mặt trời ứng hồng phía đông, hứa hẹn một ngày mới thật đẹp. Nó đi về phía sau lái và biết rằng mọi người đổi ca đã hơn tiếng đồng hồ rồi. Đợi tất cả thật sự tỉnh táo, họ cùng căng buồn và tắt hết số nước còn lại ở hầm máy. Cả bọn hoàn tất công tác vào khoảng 9 giờ. Cũng như hôm trước, họ tắt máy và nấu ăn lúc 10 giờ sáng. Nó cùng ăn với mấy gã trực ngày và chính cô con gái ăn uống xong họ lại nổ máy xuôi nam nó đang định đánh thức hòa và những gã trực đêm chuẩn bị ăn trưa bỗng gã học trò tài công la lớn phước có tàu thầy ơi có tàu nó nhìn theo tay chỉ của gã học trò đậu mui ghe hơi chết sang phải một chiếc tàu khá lớn không biết từ lúc nào đang chạy về hướng ghe họ nó chưa có quyết định gì nên lưỡng lự không lên tiếng. Bạn nó bỗng ngồi nhanh dậy và nói khá lớn. Tất cả vào cabin và xuống hầm máy, nhất là các cô, chỉ để khoảng 5 người trên ghe giả đánh cá. Rồi nó và Hòa cùng vào ẩn trong cabin. Trước khi vào, nó không quên với tay lấy cả sách đựng súng theo. Nó, mày nghĩ, mình vẫn chưa đi khỏi Côn Sơn hòa đúng ra thì qua rồi nhưng tối qua bão lớn nên khó nói lắm dù sao ngừa trước vẫn hơn tất cả im lặng khá lâu chẳng ai nói gì thêm nữa cả xem tài công chính đã cầm lái thay phước lên tiếng hỏi thầy vậy giờ mình lái đi đâu hòa cứ chạy ga nhỏ và đừng đổi hướng đi đâu cả như vậy mình chạy về hướng tàu hoa chỉ âm bừa lấy lệ một ý nghĩ thoáng qua thật nhanh và nó nói cũng thật vội vàng lúc tàu gần kề em chuyển ghe sang hướng đông nếu thầy nổ súng em chạy hết ga về phía đông rồi nó nói rõ lớn cho mấy gã ở đầu mui các em xem có thấy cờ gì treo trên tàu không tấn dạ không hình như không có treo cờ đợi gần lại một chút rồi xem có cờ gì không nếu không thấy cờ nhìn chữ ở đầu tàu thật ra lúc ấy con tàu hãy còn xa lắm khoảng dăm ba chục cây số là ít nhưng họ vẫn nhìn được rõ ràng vì tàu quá lớn và ngày ấy trời nắng đẹp khoảng hai giờ trưa ghe chỉ còn cách tàu khoảng trên dưới cây số tất cả vẫn im lặng ngay cả năm gã học sinh ở đầu muôi có tiếng gã tấn ngập ngừng thầy ơi đầu tàu có chữ panama hòa các em khác nhìn kỹ xem phải không và sau khi đã được năm gã học trò xác định nó và hòa cùng bước ra đầu mũi ghe khi thấy tận mắt những chữ panama nó quay lại định bảo đám con gái dưới hầm tàu lên nhưng tất cả đã đứng sau nó từ lúc nào trong lúc mọi người nhảy mừng vẫy gọi con tàu lão thuyền trưởng như hiểu ý cho hụ còi từng hồi như chào đón những con chim nhỏ lạc loại trên biển cả. Phần 7 Ghe họ cặp vào tàu Panama, tàu đánh cá, lúc 2 giờ rưỡi trưa và lão thuyền trưởng chỉ đồng ý cho mình nó lên tàu. Lão cho biết vì ghe còn tốt và mọi người vẫn khỏe mạnh, nên lão chỉ sẽ cung cấp cho họ các thứ cần thiết để làm nốt cuộc hành trình còn lại. Nó cố dùng mớ tiếng Anh vỡ lòng, năn nỉ lão thuyền trưởng và đồng ý đi Hồng Kông theo hải trình tàu Panama nhưng không được. Cuối cùng nó đành viết xuống những thứ cần thiết và số lượng cần dùng. Lão thuyền trưởng cho các thủy thủ người đại hàng đưa xuống ghe gấp đôi số lượng trên giấy và ngoài ra còn cho thêm họ các thứ khác như thuốc, thuốc lá, kem đánh răng. Trước khi từ giả, lão thuyền trưởng cũng cho nó biết chỉ chậm nhất trưa mai họ sẽ thấy Singapore, và hứa sẽ điện về đấy báo cáo vị trí và số người trên ghe. Chiều ngày thứ tư trên biển, họ ăn uống thật sang. Bữa cơm có đến bốn món, thịt, cá, kim chi và canh cải. Tất cả chẳng còn gì lo lắng, nên mọi người ăn uống và nói chuyện kéo dài cả hơn hai tiếng đồng hồ. Vừa ăn xong, gã tấn lại đề nghị nấu ăn tối cho toàn thể mọi người trên ghe, lúc đổi ca lái tất cả chẳng ai phản đối và họ lại quay quần bên nhau vẽ vời những mộng mơ đã ấp ủ từ lâu trong tâm trí mỗi người và lúc nó đi ngủ kim đồng hồ đã chỉ quá ba giờ rưỡi sáng tuy thế sáng thứ năm trên biển nó lại dậy thật sớm nó đứng ngay dậy sau khi thức và nhìn về phía chân trời đầu mui ghe nó vẫn chẳng thấy gì khác ngoài lớp nước mênh mông như vô tận có tiếng hòa từ nóc cabin. Vẫn chưa thấy gì cả. Ghe vẫn chạy theo hướng tây nam đấy chứ, họ đổi hướng sau khi rời tàu Panama. Ừ. Ghe mình nhỏ quá nên có lẽ chạy lâu hơn dự tính của lão thuyền trưởng. Nó gật đầu không trả lời, rồi hai đứa cùng ngồi kề vai nhau trên nóc cabin. Từ lúc rời tàu Panama Mọi người cùng đồng ý chạy hết ga và không nghỉ mấy như hai hôm trước. Hoa cũng không đi ngủ như thường lệ. Con gã tấn, thỉnh thoảng lại leo lên cột buồn và la hét ầm lên đất liền, đất liền. Mỗi lần như thế, bọn họ lại đứng cả dậy dõi mắt về phía chân trời. Và dù bị gạt nhiều lần, nhưng chẳng thấy ai than oán hay phàn nàn gì gã tấn cả. Phá chán, gã tấn lại đề nghị nấu ăn và họ ăn uống xong chỉ khoảng hơn 10 giờ sáng. Trong lúc các nữ sinh dọn dẹp, lại có tiếng la lớn của gã tấn từ cột buồn. Nhưng lần này giọng gã như lạc hẳn đi và mặt gã như ngố ra, chẳng mang chút dữ cực nào cả. Mọi người cùng đứng cả dậy, nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoại nước. Hòa bảo gã khánh lên cột buồn xem thử. Hình như đất liền thật, thầy à tám giờ tối họ còn cách đất liền nhiều lắm chỉ chừng ba mươi cây số họ dừng ghe vì không muốn đổ bộ tối và vì nó và thằng bạn bất đồng ý kiến Hoa muốn vòng ra mặt sau vào singapore nó lại muốn đi thẳng vào mã lai các người khác phân vân chẳng biết theo ai họ làm một cuộc bỏ phiếu nhỏ bằng cách giơ tay đa số muốn vào Singapore vì lúc ấy họ nghĩ ở đấy sướng hơn. Nó, sáng mai mày cho ghe chạy dọc bờ chừng cây số, tao dư sức bơi được đến nơi, nó vẫn bơi lội nhất trường. Tại sao lại cứ nhất định vào Mã Lai? Tối nay lại có bảo, tao không muốn chạy ghe vòng ra đầu kia, vả lại tao thật sự không muốn ở trên ghe, dù chỉ là thêm khoảng nửa ngày, để đến Singapore. Hòa chẳng nói gì thêm và tối đó nó đi ngủ sớm, chuẩn bị cho cuộc bơi lội sáng hôm sau. Nó thức giấc khoảng 12 giờ đêm khi cơn bão đến. Mưa thật to và gió cũng thật dữ dội. Và có lẽ để tránh bớt gió, Hòa cho nổ máy chạy gần vào bờ hơn. Nó nằm sát vào đầu cabin tránh mưa và nghe được mẫu đối thoại của Hòa và gã học sinh tài công nếu cơn bão cứ kéo dài thế này, em sợ ghe mình chịu không nổi. Không sao, đợi trời sáng một chút mình chạy vào bờ. Mình vào Mã Lai. Từa, cùng vào Mã Lai. Nó nằm đấy mỉm cười một mình. Từ lâu nó vẫn biết tính bạn hay chiều. Mỗi lần hai đứa bất đồng ý kiến, thường bạn làm theo ý nó, trừ khi nó thật sự sai trái suy nghĩ miên man rồi nó thiếp dần trong cơn mưa bão. Đổ bộ. Nó thức dậy lúc hòa cho nổ máy ghe lại khoảng 5 giờ sáng. Trời hết bão nhưng mưa vẫn còn rơi. Một ngày mới lại đến nhưng mặt trời lười biến vẫn chưa ló dạng. Nó đã biết Hòa quyết định cùng vào mã nên không hỏi thêm gì cả. Hai đứa cùng đứng trên cabin nhìn vào bờ. Hòa bảo xem lái ghe về phía xóm nhà bên trái con sông nhỏ. Sáu giờ sáng, mưa ngừng rơi và họ cũng chỉ còn cách bãi các bên xóm nhà khoảng 500m. Họ thấy nhiều bóng người qua lại trên bãi. Tất cả 25 người trên ghe cùng đứng nhìn vào bờ. Ghe càng lúc càng gần và hòa ra lệnh bớt ga. Có tiếng hùng. Còn hai khẩu súng. Hòa, mình không cần súng nữa, tàu đã quăng hết súng biển. Nó không nói gì nhưng cũng đồng ý việc làm của bạn. Lúc nào hòa cũng chu đáo và làm việc gì cũng ít sơ sót. Người trên bãi bắt đầu chú ý chiếc ghe là chạy vào. Họ nhốn nháo và cùng chỉ tay qua phía bên phải con sông. Bọn nó nhìn theo hướng chỉ. Sau đồi đá nhỏ nhô ra biển có trại lính gồm ba dãy nhà tròn được bao bọc bởi hàng kẽm gai và cái tháp canh cao chừng 5 m. Hòa đổi ý, bảo xem lái ghe vào bờ bên phải, phía trại lính. Sau khi ghe đâm vào bãi cát, họ tắt máy nhưng trong trại chẳng có động tĩnh gì. Sau 10 phút chờ đợi, Hòa lại cho nổ máy ghe, định qua bờ bên trái. Nhưng ngư phủ ở đấy lại lần nữa xua tay và ra dấu chỉ họ vào trại lính họ lại tắt máy và chờ đợi. Thêm 5 phút trôi qua, vẫn chẳng thấy ai trong trại lính và tháp canh cũng không bóng người qua lại. Nó lên tiếng. Mã Lai không có chiến tranh đã lâu, nên có lẽ đám lính làm biến ngủ trễ và không phân gác đêm, để tao vào trại, gõ cửa thử xem. Cần tao đi với mày không? Mày chỉ biết tiếng Pháp nên ở lại coi đám học trò mã lai là thuộc địa anh nên trong đám lính thế nào cũng có người nói được tiếng anh tao đi với hùng giáo viên hòa không nói gì thêm và thế là hai gã tiên phong nhảy xuống bãi cát vào trại nó gõ cửa dãy nhà tròn chính giữa khoảng năm phút sau có người nói tiếng mã ngay bên trong cửa nó chẳng hiểu gì nên nói khá to bằng tiếng anh và rồi bọn họ 25 người được nhận vào trại lính. Anh thiếu úy trẻ, chỉ chừng tuổi nó, được cử giúp nó viết cái report ngắn về hành trình, tình trạng và thành phần trên ghe. Vừa viết xong, gã trung úy trưởng đồn cũng trở lại cho biết đã liên lạc được với ủy ban tị nạn và sẽ có xe đến đón họ về Rotherkem. Lúc ấy nó chẳng biết ủy ban tị nạn là cái quái gì, nhưng cứ theo gã trung úy bọn nó sẽ được đưa về trại tị nạn, nơi có nhiều người Việt vượt biên nên ok li lịa và thăng diêu rối rít. Nó trở lại với những kẻ đồng hành để loan tin và họ được phép tự do đi lại và tổ chức nấu ăn trưa trong trại. Xe bus của ủy ban tị nạn đến trại lúc 12 giờ rưỡi và họ lại được phát thực phẩm. Sau khi hoàn tất thủ tục khai báo sức khỏe, họ lên xe về trại tị nạn đám học sinh nói chuyện và ca hát ồn ào cả lên phía sau xe gã tấn từ từ đi tới trước nhìn bác tài xế mã rồi cười mím chi xong gã quay lại nhìn nó ngủ gà gật vì say bờ anh em ơi ông thầy ngủ mà cũng cười nữa đấy đám học sinh được dịp cười nói to hơn trước hoa nói một cách từ tốn ra sau chơi để thầy ngủ ổng dậy mắt lên, lại la ùng lên đó. Tấn vừa đi vừa phân trần cùng đám bạn học. Đến nơi rồi, chắc thầy không la nữa đâu. Ở trường, thầy dễ tính và vẫn có tiếng chịu chơi phải không anh em? Hoa từ từ đứng lên, quay nhìn đám học trò, cũng cười mím chi và hỏi một cách khôi hài. Còn thầy, có chịu chơi như ý thằng Tấn không vậy? Và thế là đám học sinh lại được dịch cười vang lên trong chuyến xe bus và họ cười mãi như thế như chẳng bao giờ dứt được nỗi vui trong họ, trong những kẻ tị nạn mới, trên đường đến trại.